Em xin giới thiệu, đây là máy pha cà phê gia đình hàng bãi Nhật, sử dụng nguồn điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các bác có nhu cầu mua máy pha cà phê này thì vui lòng liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ. Em ship hàng tận nơi, khi bác nhận hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Đây là máy pha cà phê gia đình, rất là tiện cho mình có được một ly cà phê ngon theo chuẩn mà không sợ là dư nước, dư cà phê hay là ra chất lượng cà phê không ngon nha. Hàng bãi Nhật thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Mình chỉ việc ghim điện 100V, sau đó bỏ cà phê vào, bỏ nước, mình nhấn nút thì đã có được ly cà phê ngon cho gia đình mình rồi. Những cái máy này thì nó pha từ 2 ly cho tới 6 ly cho mình chọn nha. 2 ly, 4 ly, 6 ly, nó có ghi dung tích ở trên này nè. Rất là thích hợp cho mình sử dụng gia đình. Máy pha cà phê này sử dụng nước lọc hoặc là nước cắt. Tức là khi mình bỏ nước vào thì nó sẽ đun sôi, cất cái hơi nước, dùng cái hơi nước cất đó để pha ra một ly cà phê ngon. Hoặc là trong cái máy nó sẽ có một cái bộ lọc, lọc đi những cái clo hay là những cái chất mà trong nước á, làm cho cà phê không ngon, cho ra một cái nước hoàn toàn tinh khiết. Sau đó nó sẽ đun sôi rồi nó sẽ tự động pha ra cà phê cho mình. Ở Việt Nam mình á, thì cà phê nó sẽ có rất là nhiều phụ gia, tinh mùi nè, rồi màu nè, bắp nè, bơ nè, đậu nành vân vân. Thì khi mình pha cà phê như vậy á, mình pha phin bình thường thì mình sẽ không phát hiện khi mà nước nó không chuẩn chẳng hạn, thì chất lượng cà phê nó không có ngon. Thì mình do có nhiều phụ gia nên mình không có phát hiện cái điểm không ngon của nó. Nhưng mà đối với các bác mà uống cà phê sạch, cà phê hạt á, thì khi mình xay cái hạt ra, mình bỏ vào phin mình pha đi, thì nước á, nó không đúng tỷ lệ, không đúng nhiệt độ á, thì nó sẽ làm mắc mùi, hay gọi là biến chất cái mùi cà phê đi, nó không còn ngon được. Thì máy pha cà phê nó sẽ giải quyết được những vấn đề đó cho mình. Nhiệt độ mà sôi ở 100 độ pha cà phê nó cũng không ngon, mà nhiệt độ thấp quá nó cũng không ngon. Khi nó tạo thành cái hơi nước cắt như vậy, nhiệt độ nó khoảng tầm 90-95 thôi, thì khi mà nó nhiễu giọt xuống, nó ra một cái lượng cà phê, cùng với cái lượng cà phê trong máy ra chất lượng cà phê rất là ngon nha. Các bác yên tâm đi, sau khi mua hàng xong, nhân viên bên em sẽ đem máy pha cà phê ghim điện, rồi test các chức năng, rồi hướng dẫn các bác sử dụng. Nên các bác hoàn toàn yên tâm, khi mà mua máy bên em xong sẽ không lo là không biết cách xài nha. Bên em sẽ hướng dẫn chi tiết hết, để mình về chỉ nhìn theo clip đó là mình biết cách xài cái máy này rồi. Em ở đây hiện tại thì em chỉ còn 3, 6, 8 cái máy cà phê thôi, và giá dao động thì từ 500.000 cho tới 2 triệu tùy thương hiệu. Nên các bác muốn mua một cái máy cà phê mà pha cà phê mà phù hợp với nhu cầu, với giá tiền á, thì cứ liên hệ với bên em. Em có bấm mã số rồi đây, để giá sẵn luôn. Các bác chọn cái nào mà phù hợp với nhu cầu thì mình chốt thôi. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm nha. Đây là máy pha cà phê có mã số 7, giá bán là 500.000. Sản phẩm này thì em không nhận ship CD, vui lòng chuyển khoản đủ giúp em nha. Rồi sau đó cho em xin địa chỉ, em ship hàng tận nơi, các bác vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Phí ship thì chỉ vài chục ngàn thôi, và em đảm bảo hàng tới nơi an toàn cho mình, em đóng gói rất là kỹ. Mình cứ bỏ nước vào, rồi sau đó mình bỏ cà phê vào, mình nhấn nút thì tự động nó sẽ lấy hơi nước, nó sẽ ra cà phê xuống đây. Và phía dưới này nó có cái mâm nhiệt giữ nóng cà phê, lúc nào cũng vậy, nó sẽ giữ ấm để cái mùi cà phê, cái hương vị cà phê nó ngon nhất cho mình. Máy nó làm hết nên cứ yên tâm, chỉ việc bỏ nước bỏ cà phê vào thôi, còn cái việc còn lại là của máy này. Tiếp theo đây là máy pha cà phê có mã số 8, giá bán là 600.000. Tất cả đều sử dụng nguồn điện 100V nha. Đây là máy pha cà phê số 4, có giá là 700.000. Mã số 5, giá bán là 700.000. Có thể là em quay cái clip này nè, các bác xem không có kịp, nên cứ vào Zalo đi, em gửi hình ảnh chi tiết và tư vấn cho mình nha. Đây là máy số 6, có giá là 700.000. Đây là máy có mã số 1 của thương hiệu Philips, giá là 2 triệu. Đây là máy có mã số 2, giá bán là 1,5 triệu. Cái này thì nó có luôn cái bình giữ nhiệt cho mình nè, bằng inox nha. Để em quay cho các bác xem, rất là đẹp.
Đây là cái máy pha cà phê của thương hiệu Suriroshi, có giá là 1 triệu. Cần xem hình ảnh chi tiết hơn hay là cần mua hàng, vui lòng vào Zalo 0931 008 099 giúp em.